Mark One số 1 về Mark. Chào tất cả các bạn, mình là Linh Pong. Trên mặt của mình đây chính là chiếc MacBook 13 inch Retina 2017 Nantus 3. Ở video lần trước thì Linh đã giới thiệu cho mọi người những điều mọi người cần biết về dòng sản phẩm này. Còn ở video lần này, mình sẽ nói về những lý do tại sao chúng ta nên chọn dòng sản phẩm này nhé. Lý do đầu tiên đó chính là về mức giá. Với mức giá khoảng 26 triệu cho một em hàng line new 99% với tuổi đời rất mới thì chúng ta cũng có thể chuyển sang dòng MacBook Air mới 100%. Tuy nhiên, sản phẩm này vẫn thuộc dòng MacBook Pro, vậy nên luôn có những lợi thế nhất định so với dòng MacBook Air. Lý do thứ hai đó chính là về độ mỏng cũng như là cân nặng của em nó. Từ dòng sản phẩm MacBook Pro 13 inch đời 2016 trở đi, chúng ta có một thiết kế mỏng hơn, nhẹ hơn, tính di động gần như tương đương so với MacBook Air. Với độ mỏng là 14,9mm và cân nặng 1,36kg, rất dễ để các bạn có thể mang đi, di chuyển, đặc biệt phù hợp với những bạn dân văn phòng. Lý do thứ ba đó chính là về cấu hình. Nếu so sánh với hai dòng sản phẩm MacBook Air 13 inch và 12 inch, thì dòng sản phẩm MacBook Pro luôn có một cấu hình tốt nhất. Chúng ta có tùy chọn con chip Intel Core i5 hoặc Core i7, RAM 8GB hoặc 16GB, ổ cứng SSD với các tùy chọn là 128, 256, 512GB, card đồ họa tích hợp Intel Iris Graphics 640. Nhìn chung, đây là một cấu hình cơ bản, không quá cao nhưng với mức giá dễ chịu khiến sản phẩm này được coi là best hiệu năng chia giá thành. Các bạn làm đồ họa nhẹ nhàng Photoshop hay Illustrator, dựng phim thì cũng có thể chiến được, còn những bạn thuộc dân văn phòng thì cứ thoải mái đi. Lý do thứ tư đó chính là về thời gian sử dụng pin. Với thời gian sử dụng thực tế lên tới 10 tiếng làm việc liên tục thì đây chính là sản phẩm có thời lượng sử dụng pin cao nhất của MacBook Pro. Và lý do cuối cùng đó chính là về màn hình. Nếu so sánh với MacBook Air 13 inch thì chúng ta có sự vượt trội hơn hoàn toàn khi MacBook 13 inch sẽ có màn hình Retina độ phân giải lên tới 2560x1600, hỗ trợ profile màu DCI-P3, có khả năng tái tạo màu rộng hơn so với sRGB truyền thống. Còn so sánh với MacBook 12 inch thì MacBook Pro 13 inch có một màn hình kích thước lớn hơn giúp các bạn có một không gian làm việc rộng rãi hơn. Còn so với MacBook 13 inch thì MacBook Pro 13 inch có màn hình lớn hơn giúp chúng ta có một không gian làm việc thoải mái và rộng rãi hơn. Như vậy, vừa rồi mình đã vừa chia sẻ với các bạn những lý do tại sao chúng ta nên chọn dòng sản phẩm này. Các bạn cảm thấy sản phẩm này thế nào? Đừng quên để lại một comment ở phía dưới nhé. Nếu các bạn cảm thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại một like, một share, một sub cho Linh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.